Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày mà kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Tạng quyển 3 phẩm 8 kiến tịnh. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Ta nhớ về đời quá khứ, khi cầu đạo bộ quả Bồ Đề vô thượng, gặp được 30 ức Đức Phật đều hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thời ấy ta đều làm chuyển luân thánh vương, hết lòng cúng dường cho Phật và các đệ tử những thứ y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang, vì cầu đạo chánh đẳng giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy không thọ ký cho ta, ông ở và đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời xa xưa gặp được 8.000 vị Phật, đều hiệu là Định Quang. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh vương, hết lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc men để cầu đạo chánh đẳng giác vô thượng. Nhưng chư Phật ấy đều không tỏ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ tụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về tổ quá khứ, đã được gặp 6 vạn Đức Phật đều là quang minh. Lúc bấy giờ ta đều làm chuyển luân thánh vương, trọn đời cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử y phục, thức ăn uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang, vì cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Chư Phật ấy cũng không thọ ký cho ta, ông ở đời sau sẽ thành Phật. Vì sao? Vì ta còn có chỗ tụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa đã gặp được 3 ức Đức Phật đều hiệu là Phất Xa. Lúc đó ta đều làm chuyển luân thánh vương, cúng dường đầy đủ 4 sự, nhưng chư Phật ấy đều không tỏ ký cho ta, vì ta còn có chỗ chấp giữ. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ gặp được 1.800.000 Đức Phật đều hiệu là Sơn Vương. Kiếp gần tên Thượng Bát, ta đều ở chỗ các Đức Phật ấy cả bỏ râu tóc, mặc pháp phục, tu tập đạo quả Bồ Đề vô thượng, nhưng chư Phật đó đều không tỏ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ đã gặp được 500 Đức Phật đều hiệu là Hoa Thượng. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân thánh vương, đều đem tất cả vật dụng để cúng dường chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không thọ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ đã gặp được 500 Đức Phật đều hiệu là Oai Đức. Ta đều cúng dường đầy đủ, nhưng cũng không được tọa ký, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở xa xưa đã gặp được 2.000 Đức Phật đều hiệu là Kiều Trần Như. Bây giờ ta đều làm chuyển luân thánh vương, rồi đem tất cả các vật dụng cần thiết cúng dường cho Phật, nhưng chư vị đều không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ đã gặp được 9.000 Đức Phật đều hiệu là Ca Diếp. Ta đem 4 sự cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, nhưng chư Phật đó đều không tỏ ký cho ta, do vì ta còn có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ trong 1 vạn kiếp không có Đức Phật ra đời. Bây giờ, nơi 500 kiếp đầu, có 9 vạn với chư Phật. Ta đều hết lòng phụng trì cúng dường tất cả y phục, thức ăn uống, thuốc thang, tôn trọng và khen ngợi. 500 kiếp tiếp theo, ta lại 4 sự cúng dường 8.400.000 ức các bích chi Phật cùng tôn trọng và khen ngợi. Này Xá Lợi Phất, hơn 1.000 kiếp rồi là không có bích chi Phật. Lúc ấy ta chết ở cõi Diêm Phù Đề, được sinh lên cõi Phạm Thế làm Đại Phạm Vương. Lần lượt như vậy trong 500 kiếp, ta luôn sinh vào cõi Phạm Thế làm Đại Phạm Vương, không sinh vào cõi Diêm Phù Đề. Trải qua 500 kiếp này rồi mới sinh xuống cõi Diêm Phù Đề cai trị giáo hóa cõi Diêm Phù Đề. Khi mạng chung, được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. Ở đó mạng chung, được sinh lên cõi trời Đao Lợi làm Thích Đạo Hoằng Nhân. Thứ lớp như thế hết 500 kiếp là sinh lên cõi trời Phạm Thế làm Đại Phạm Vương. Này Xá Lợi Phất, ta ở trong 9.000 kiếp chỉ sinh nơi cõi Diêm Phù Đề, trong 9.000 kiếp chỉ sinh nơi cõi trời. Khi kiếp tận tiêu đốt thì ta sinh lên cõi trời Quan Âm. Thế giới ấy thành rồi thì sinh trở lại cõi Phạm Thế.
trong 9.000 kiếp đều không sinh trong loài người. Này Xá Lợi Phất, trong 9.000 kiếp này không có chư Phật và bích chư Phật, phần nhiều các chúng sinh bị đọa vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, qua 10.000 kiếp ấy rồi, có Đức Phật ra đời hiệu là Phổ Thủ, gồm đủ 10 tôn hiệu như là Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đồng Ngự Trường Phu, Tinh Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Bây giờ ta ở cõi Phạm Thế, mạng chung sẽ xuống cõi Diêm Phù Đề, làm chuyển luân Thánh Vương hiệu là Cộng Thiên, tuổi thọ của con người đến 9.000 năm. Ta hết lòng đem tất cả các vật dụng tạo an lạc cúng dường Đức Phật ấy và 90 ức tỳ kheo ở trong 90.000 năm, vì cầu đạo Bồ Đề Vô Thượng, nhưng Đức Phật Phổ Thủ này cũng không thể ghi cho ta. Ông vào đời sau sẽ làm Phật. Vì sao? Vì lúc ấy ta không thể thông đạt được thật tướng của các pháp, lại tham đắm chấp ngã thấy có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ở trong kiếp này có 100 Đức Phật ra đời, danh hiệu đều khác nhau. Lúc đó ta đều làm cho luân Thánh Vương, hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử, vì cầu đạo chánh đẳng giác vô thượng, nhưng chư Phật cũng không tật ý cho ta. Ông ở đời sau trở thành Phật, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, gặp được 1.000 người, 1.000 Đức Phật đều hiệu là Diêm Phù Đàn. Ta đều trọn đời cúng dường bốn sự, nhưng ta cũng không được thọ ký, vì còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, cũng trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp 620.000 chư Phật, đều hiệu là Kiến Nhất Thiết Nghĩa. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân Thánh Vương, đem tất cả các vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường cho chư Phật và các đệ tử. Nhưng chư Phật đó cũng không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, cùng ở trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp được 84 Đức Phật, đều hiệu là Đế Tướng. Khi đó ta đều làm chuyển luân Thánh Vương, đem tất cả vật dụng tạo an lạc hết lòng cúng dường cho Phật cùng các đệ tử. Nhưng ta cũng không được thọ ký, vì còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thời xa xưa, cùng ở trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp được 65 Đức Phật, đều hiệu là Nhật Minh. Lúc ấy ta đều làm chuyển luân Thánh Vương, đem tất cả vật dụng tạo an lạc quốc dốc lòng cúng dường cho chư Phật cùng các đệ tử. Nếu chư Phật cũng không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, cùng ở trong trăm A Tăng Kỳ kiếp thứ bảy, đã gặp 62 Đức Phật, đời hiệu là Thiện Tịch. Lúc đó ta đều làm chuyển luân Thánh Vương, đã đem tất cả vật cần dùng cúng dường trong cả đời. Nhưng chư Phật này cũng không thọ ký cho ta, vì ta còn có chỗ thụ đắc. Lần lượt như vậy cho đến khi gặp Đức Phật Định Quang, mới đạt được pháp nhẫn vô sinh, tức liền thọ ký cho ta. Ông ở đời sau trải qua vô số kiếp sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thế Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở xa xưa, có 12 ức chuyển luân Thánh Vương đều có tên là Đảnh Sinh. Lại nữa này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 30 ức chuyển luân Thánh Vương đều tên là Maha Namadana. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, đã từng gặp 40 ức chuyển luân Thánh Vương đều tên là Maha Đề Bà. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá xa xưa, có 1 ức chuyển luân Thánh Vương đều đồng hiệu là Ức Loa. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 10.000 chuyển luân Thánh Vương đều có tên xưng là Xưng Vĩ. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về thuở quá khứ, có 10.000 chuyển luân Thánh Vương đều tên là Chiếu Minh. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời trước, có 20.000 chuyển luân Thánh Vương tên hiệu đều khác nhau. Này Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có 16 ức chuyển luân Thánh Vương tên hiệu đều khác nhau. Các vị vua như vậy, ta ở chỗ khác đã giảng nói cho tôn giả A Nan. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Ông cho các thánh vương ấy há là người khác lạ chăng? Đó đều là thân ta.
Này, Xá Lợi Phất, ta nhớ về đời quá khứ, có Đức Phật hiệu là Thiện Minh. Lúc ấy, Bồ Tát Di Lặc làm chủ lưu Thánh Vương, tên là Chiếu Minh, mới phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thời đó, tuổi thọ của chúng sinh là 8.400.000 năm. Đức Phật Thiện Minh ấy thuyết giảng giáo pháp nơi ba hội. Hội thứ nhất có 96 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Hội thứ hai có 94 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Hội thứ ba có 92 ức người đồng một lúc chứng đắc đạo quả. Bấy giờ, vua thấy Đức Phật thuyết giảng giáo pháp nơi ba hội độ tất vô lượng người, tâm hết sức vui mừng, liền suốt 1.000.000 năm để tất cả vật dụng cúng dường Đức Phật và các đệ tử, phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Ở đời vị lai, chúng sinh sẽ dễ hóa độ, tôi sẽ thành Phật tọa mạng có hạn lượng. Số tỳ kheo tăng vây quanh cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, ta biết việc này còn vượt hơn vô lượng nữa. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Di Lặc đã phát tâm 40 kiếp rồi, ta mới phát tâm gieo trồng căn lành nơi chỗ Đức Phật vô thắng. Ta ở trong 1.000 năm để tất cả vật dụng cần thiết cúng dường Đức Phật ấy, dùng 500 sấp vải bông dâng cúng. Sau khi Đức Phật đó diệt độ, ta cho xây dựng tháp bảy báu cao 1 do tuần, ngang rộng nửa do tuần, đã dùng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mà đảo xích trân châu làm thành. Tâm luôn phát nguyện chúng sinh đau khổ không có người cứu độ, gặp được pháp ác phần nhiều rơi vào cõi ác, lúc ấy ta sẽ thành tựu Phật đạo. Này Xá Lợi Phất, ông hãy quan sát kỹ, đạo quả Bồ Đề Vô Thượng là rất khó tu tập. Này Xá Lợi Phất, tu tập đạo quả căn bản, nhận chịu các khổ não trong vô số đời, nếu ta giảng nói ra chỉ khiến ông thêm sầu muộn. Ta đã thọ chịu các khổ não như thế đều vì nhằm cầu đạt đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Này Xá Lợi Phất, ông xem các Bồ Tát như Bồ Tát Tát Hòa Đàn, Bồ Tát Cầu Thiện Pháp, Bồ Tát Thường Bi, Bồ Tát Bất Phóng Dật, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, đã cúng dường bao nhiêu là Đức Phật thọ nhận các khổ não vẫn còn khó đạt được đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Huống chi là các người ngu tối này mà không nhất niệm để cầu đạt Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, các hành giả như vậy vẫn còn là rất khó, huống chi là không hành trì tu tập. Cho nên này Xá Lợi Phất, nay ta sẽ giờ nói rõ cho ông biết, người dùng pháp thấp kém thì không đạt được pháp cao thượng, người dùng pháp cao thượng mới đạt được pháp cao thượng. Thế nào gọi là pháp thấp kém? Đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đều tạo ác. Pháp thấp kém gọi là tâm không thể siêng năng tu tập pháp lành. Pháp thấp kém gọi là biến nhát, trễ nải, phá hủy các giới pháp đã thọ. Này Xá Lợi Phất, đó gọi là người thấp kém trong sự thấp kém. Lại nữa, người thấp kém trong sự thấp kém là ở trong giới pháp của ta xuất gia, sinh kiến chấp có tụ đắc, kiến chấp về ngã, nhân, chúng sinh. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, Như Lai thấy biết rõ ràng về sự việc này. Người có chỗ tụ đắc còn không đạt được thuận nhẫn, huống chi là đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, người nào còn có chỗ tụ đắc thì 10.000.000 vạn ức chư Phật dùng ba luân chỉ rõ cho người ấy. Nếu như không thể xả bỏ kiến chấp đó, thì người này một miếng thức ăn uống cũng không tiêu nổi, huống chi là đạt được đạo quả. Này Xá Lợi Phất, người có kiến chấp về ngã nhân đạt được niết bàn thì tất cả phàm phu đều nên được giải thoát hết. Vì sao? Vì kiến chấp về ngã nhân đều là tà kiến. Những người phàm phu phần nhiều đều thâm đắm theo kiến chấp về ngã, ngã sở, kiến chấp về nhân, về chúng sinh. Thế nên tất cả phàm phu sẽ chứng đắc niết bàn. Này Xá Lợi Phất, người nào tác niệm có ngã, có nhân, nếu người kia không xả bỏ kiến chấp ấy mà đạt được niết bàn,
thì tất cả người phàm phu sẽ đạt được thánh đạo. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều là chấp ngã, chấp nhân. Cho nên người có kiến chấp ngã, chấp nhân mà nhập vào Niết Bàn thì tất cả phàm phu đều có thể nhập vào thánh đạo. Ở trong thánh đạo không còn một chỗ ít nào. Này Xá Lợi Phất, người nào giác khởi niệm có ngã kiến mà có được Niết Bàn thì người ấy đạt được thánh đạo đó không cần niệm nào khác. Vì sao? Vì tất cả phàm phu chấp ngã chấp nhân sẽ không còn một ai. Người ngu si như thế mắc phải lỗi lầm này, cho rằng các phàm phu đều nhập vào thánh đạo. Thánh đạo không có trói buộc. Khi người này tu tập thì lại sát sinh, thọ nhận năm thứ dục lạc, phát khởi năm thứ tội nghịch. Vì vậy người ngu ở trong thánh đạo mắc phải năm đại tội đại nghịch. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều nói có ngã, có chúng sinh. Nếu người nào nói như vậy, tức đã tạo đủ năm tội đại nghịch, không thể nhập vào Niết Bàn. Nếu người nói về ngã nhân được nhập vào Niết Bàn, tức là nói dối, cũng là hủy bán Đức Phật. Nên ở trong giáo pháp của ta lại không thể đạt được xuất gia thanh tịnh. Này Xá Lợi Phất, nay ta nói rõ cho ông, người có chỗ tụ đắc thì không có Niết Bàn. Còn người còn có chỗ tụ đắc, nếu có Niết Bàn thì chư Phật không xuất hiện ở đời. Tất cả phàm phu đều nhập vào Niết Bàn. Vì sao? Vì tất cả phàm phu đều có kiến chấp về ngã, về nhân, đều có chỗ tụ đắc, đều là tà kiến. Này Xá Lợi Phất, ông hãy quan sát nơi ta đã bao nhiêu thời gian gây tạo kiến chấp về chỗ có tụ đắc, chẳng phải là hạnh thánh hiền. Nếu chư Phật đã không thọ ký cho ta, ông vào đời vị lai sẽ làm Phật. Này Xá Lợi Phất, ta hành trì như vậy vẫn còn không được thọ ký, huống chi là người ngu si này. Chỉ dựa vào giữ giới, nghe nhiều thiền định sẽ ra kiến chấp về ngã, về nhân, về chúng sinh. Này Xá Lợi Phất, ta nói người này không phải là hành giả, không gọi là người chứng đắc. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì nơi đêm dài sinh tử đã chấp trước theo tà kiến như vậy nên không được diệt độ. Người ngu si như thế không suy nghĩ. Chúng ta vì sao không thử thực hành tu tập về pháp không có ngã nhân? Chúng ta nhân đấy có thể đoạn trừ các khổ đau tích tụ. Này Xá Lợi Phất, ví như người mù bẩm sinh đi đường vì tránh chó dữ nên bị rơi vào hầm sâu lớn. Này Xá Lợi Phất, ta gọi người ngu si tu tập theo kiến chấp về ngã nhân, kiến chấp về có chỗ tụ đắc. Do các kiến chấp ấy mà muốn có được thanh tịnh, người ấy theo chỗ tham chấp, tức lấy sự việc này mà muốn đạt được Niết Bàn, ta nói người ấy sẽ rơi vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, ví như người mù rơi vào hầm sâu lớn, sinh tâm an ổn. Người ngu si như vậy, thấy kiến chấp về ngã, về nhân, kiến chấp về chỗ tụ đắc, lại sinh tâm an ổn. Người ấy trong đêm dài sinh tử, tùy chỗ tham chấp chính là khi dối trở lại chấp trước vào việc này. Ở trong giáo pháp của ta mà tọa nhận cúng dường. Người ngu si như thế, nơi đêm dài sinh tử càng suy kém, rơi vào đường ác. Này Xá Lợi Phất, với như vua tọa pháp đại quán đảnh, tự xử trị đất nước, oai lực tự tại cho người ấy nên tước đoạt, người này phải đuổi đi. Nếu những dân chúng không tuân theo lý nhà vua, nói vua là quá ác, hủy hoại tâm người không thể giữ gìn thành, tôi muốn làm phản, muốn biết người này là giặc lớn. Ở trong đại chúng đánh trống phát ra âm thanh dữ, khổ công trị tội người kia đuổi ra khỏi nước. Do người ấy không hết lòng trung giữ gìn thành trì nên phải chịu khổ não đó. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật cũng vậy, ở trong vô lượng kiếp tu tập sai quấy Bồ Đề Vô Thượng làm đại pháp vương, đối với quốc pháp có oai lực lớn. Ở trong các đệ tử có người biết về diệu vị của giáo pháp, cho dù mất mạng cũng không hủy bán giáo pháp của ta. Chư thiên và người đời không thể hủy hoại,
đã thừa nhận giáo pháp tự mình không tạo ác nghịch cũng không chỉ dạy người khác. Tự ở trong chúng có hai lực lớn, tự tài tạo lập giáo pháp để giữ gìn thành pháp, không cho giặc ác hủy hoại xâm nhập trộm lấy giáo pháp bí mật của Như Lai đã giảng nói, hướng đến giặc quán tà kiến chẳng nói. Này Sở Đại Phất, hiện tại Như Lai khéo giữ gìn thành pháp. Bốn đệ tử lớn trí tuệ sâu xa khiến thành pháp của ta không sợ bị phá hoại. Nó cùng với thành pháp tạo nên chướng ngại, đó là giặc lớn hủy phá thành pháp, ăn trộm giáo pháp bí mật của ta, hướng về ngoại đạo giảng nói. Người này thường đến chỗ của ta, ta cùng nếu bày, chỉ rõ nhưng không giảng nói pháp mật yếu. Người này vì cầu đạt chỗ giáo pháp được nêu bày nên xuất gia thọ giới. Ta biết người này và đời sau sẽ đắc đạo nên cho phép xuất gia 4 tháng thử nghiệm. Vì sao? Và nhằm để giữ gìn thành pháp, lại khiến ở đời vị lai và cước không còn dễ khởi. Như vậy là Như Lai khéo giữ gìn thành pháp, khiến không còn kẻ tùy tiện. Đó là thọ nhận giáo pháp của Phật, xả bỏ nguồn gốc tà ác. Các chúng tỳ kheo đều nên hoan hỷ chấp thuận khiến được xuất gia thọ giới rồi. Thì hàng trời người nơi thế gian không thể làm lay chuyển được. Này Xá Lợi Phất, những người thế nào là nên thử nghiệm? Đó là người ngoại đạo và người ưa thích pháp của ngoại đạo. Này Xá Lợi Phất, thế nào là ưa thích pháp ngoại đạo? Đó là người còn có thủ đắc, là người chấp về ngã, là người chấp về nhân, người chấp về chúng sinh, người tham đắm, người tà kiến, đối với pháp tự tướng không sinh tâm nghi ngờ, thọ hành theo vô số pháp tà phải hư vọng, không thể hội nhập vào để nhất nghĩa không, hành theo các đường tà, gọi là người ưa thích pháp của ngoại đạo. Này Xá Lợi Phất, không thể dùng vô số y màu sắc để thử nghiệm. Hoặc người cư sĩ, hoặc người mặc ca sa, có các thứ kiến chấp bất thiện và chỗ thủ đắc như thế, đều gọi là ngoại đạo. Ở trong giáo pháp của ta, xuất gia thọ giới, thì nên thử nghiệm những người ấy. Vì sao? Vì còn có chỗ thủ đắc. Ở trong giáo pháp của ta, tức là tà kiến, gọi là giặc lớn, là giặc trong hàng trời người nơi tất cả thế gian. Đó gọi là oan gia của tất cả thế gian, là giặc lớn của chư Phật. Này Xá Lợi Phất, người tà kiến này ta không thể thọ nhận cho xuất gia thọ giới. Này Xá Lợi Phất, tất cả pháp vô ngã, nếu người từ trong đó không thể phát sinh tuệ nhẫn, nơi tất cả các pháp đều không, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tọa mạng, mà không thể tín hiểu, thì ở nơi giáo pháp của ta thọ nhận cúng dường, đó gọi là bất tịnh. Người này tức không cúng dường Phật, không cúng dường pháp, không cúng dường tăng, gượng ép nhập vào giáo pháp của ta, hình thì sa môn mà tâm là ngoại đạo, là người ăn trộm pháp. Này Xá Lợi Phất, ta ở đời vị lai sẽ có tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ. Đức người này đã xem thường những gì Như Lai đã thuyết giảng, những gì Như Lai đã thực hành. Như Lai luôn đối với đệ nhất nghĩa không cung kính cúng dường, luôn ưa thích hạnh này. Kẻ tỳ kheo ấy tức đã xem thường về pháp không rốt ráo nơi chân đế Như Lai đã thực hành. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ nó có tỳ kheo khổ hạnh cũng đều bị xem thường. Hôm nay đệ tử của ta có người hành không, ta khen ngợi việc tu tập ấy là tốt, an ủi tâm ấy. Khi đó người này khinh miệt về hành không, chỉ còn việc không bền chắc, do chấp có ngã và có các pháp. Những sự việc như vậy khiến tâm nhiều người vui mừng. Nếu giảng nói các pháp đều là không, thì người này cũng khinh chê. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì pháp là như thế. Căn lành của chúng sinh muốn đoạn dứt tướng gốc, thì hiện ra pháp vi diệu chân thật. Ở nơi thế gian không còn người thọ nhận, ví như người ngu cho hương chiên đàn đông với loại cây gỗ tạp nhẹp. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Ca Diếp giả nói, trong đời vị lai các chúng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
vì lời chưởng nên chả nói để nhất nghĩa không cho các cư sĩ. Bấy giờ phần nhiều người tại gia và xuất gia ngu si nên không thọ nhận, giống đối không tin, trở lại vì bán nên mất hết lợi lớn. Do nhân duyên này nên bị đọa vào đường ác. Này xá lợi phất, khi ấy phần nhiều chống đối tranh cãi, bàn luận về ngã, luận về nhân, bàn về chúng sinh, luận về thọ mạng, bàn về sự sống, ít muốn pháp thiện, chỉ ưa lợi dưỡng, thật là ngu si, tự cho là có trí tuệ, cùng nhau chống đối, thường xuyên tranh cãi, ưa có việc đoạn dứt, sinh tâm oán ghét. Người ấy bỏ pháp sa môn, chỉ cầu lợi dưỡng, phần nhiều ưa thích mưu tính việc làm chẳng phải là một, luôn thích dò xét tìm tòi chỗ hơn kém của người khác, tự giấu lỗi mình sau nói về công đức. Như tỳ kheo hiện nay che giấu công đức, tự nêu ra lỗi xấu, lúc ấy thì đều cùng nhau không thể giữ gìn giới trọng, vì không hiểu biết, phá hủy phép tắc. Lại nói, các pháp là không, tự tướng cũng không, chưa có chỗ nào để có thể tạo tác. Như Nala diễn trò hóa hiện ra một số sự việc, người không hiểu biết trông thấy liền cười to. Vì sao? Vì không hiểu về thuận ẩn giấu của pháp hí lộng, sinh tâm cho là hy hiểu, kinh ngạc nên cười to. Vì thế này sao đại phật, bây giờ thì kheo chân thật dạng nói pháp tịch tỉnh, kẻ cầu mạng sống cùng nhau đùa cợt. Vì sao? Vì người này không biết nghĩa lý nơi pháp Phật, nghe nói pháp không thì kinh nghi sợ hãi. Này sẽ lời vất, ông xem xét người này, ở chỗ an ổn sinh tâm suy não, ở chỗ suy não sinh tâm an ổn. Người này là điên đảo, hành trái với pháp lành, thuận theo pháp ác. Này sẽ lại vất, người si mê như vậy, phần nhiều đều mang tâm tham lam, keo kiệt, sân giận ngu tối, hành đủ ba căn bất thiện. Này sẽ lại vất, ta vì tạo lợi ích cho các tỳ kheo giữ giới, nay giả nói 250 giới kinh. Người ngu si như thế chỉ do nhân duyên nhỏ ở thế gian, nên hướng đến người tại gia để giảng nói, thậm chí còn ghi chép để chỉ dẫn cho cư sĩ. Này sẽ lại phát, người ngu si như thế mới giảng nói, các pháp đều không, tự tướng cũng không, vì có chỗ nào để có thể tạo tác. Vì sao? Người ngu si như vậy hãy còn không thể trừ bỏ phiền não tham lam kiêu kiệt, huống gì có thể đoạn dứt vô minh. Này sẽ đề phát, lúc ấy thì kheo giữ gìn giới luật không thể học tập hoàn hảo. Người giảng nói các pháp cũng không học tập hoàn hảo. Người đọc tụng kinh điển cũng không tu học hoàn hảo. Này sẽ đề phát, thế nào gọi là tỳ kheo tọa trì giới luật không thể tu học hoàn hảo? Trong kinh, Đức Như Lai giảng nói có ba học, đó là học thiện giới, học thiện tâm, học thiện tuệ. Người ấy đối với ba học này không thể tu học hoàn hảo, chỉ do nhân duyên nghe nhiều nên khinh mạng người khác, tức người này làm chướng ngại pháp lành. Người ngu như vậy hãy còn không thể hỏi đáp đúng như pháp, huống hồ là đối đáp với pháp không rốt ráo, không thật có thể phát khởi tinh tấn. Này xá lợi phất, bấy giờ tỳ kheo phá giới thích làm công việc của cư sĩ, nên nêu giảng pháp thông dụng theo sứ mạng chữa trị các bệnh đã tự kiếm sống. Này sứ lợi phất, nay ông xem xét người sâu ác này, ở trong giáo pháp của ta xuất gia thọ giới, thọ nhận sự cúng dường mà lại cho ta là oán địch. Này xá lợi phất, khi ấy bốn thiên vương, Thích Đạo Hoằng Nhân, Đại Phạm Thiên Vương cho đến hàng trăm ngàn vạn ức chư thiên, thế giới pháp của ta bị hủy hoại như vậy, đều hết sức sầu, ưu sầu, than thở khóc lóc. Này sẽ lại phát, thật sự là không nên nương tựa theo ta mà làm việc phục vụ cho cư sĩ. Vì sao? Vì đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến chư thiên rồng thần hãy còn không nên làm công việc bị sai khiến.
chư thiên rồng thần đối với các đệ tử của ta cùng làm công việc sai khiến. Người ngu như vậy đã gần gũi với hàng cư sĩ. Nếu có thể tu tập thông đạt các pháp đệ nhất nghĩa không là điều không hề có. Này Xá Lợi Phất, bấy giờ tỳ kheo phá giới giả nói Phật pháp cho người tại gia cho đến chỉ để có được một ly rượu. Ý ông thế nào? Phần nhiều là tham dục, giận dữ ngu si mà thích đọc kinh nhiều, tham lợi kinh doanh, bèn ngoài mà hành trì không thanh tịnh. Người ấy có thể tín hiểu các pháp không? Rốt ráo không có gì là có. Có thể đạt được mấy đủ quả sa môn chăng? Bạch Thế Tôn không. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo nào còn hứng thú khi đạt được các thứ y phục, đồ ăn uống, ngoại cụ, thuốc men mà giữ giới thanh tịnh, thì dù không thích các nơi ồn náo tán loạn về lời nói, không tham nghĩa lý của ngoại đạo, ngày đêm siêng năng tinh tấn như cứu lửa đang cháy đầu, nhất tâm chuyên cần thực hành tám con đường chân chánh, người này đối với pháp không, không có chỗ tụ đắc, hãy còn khó thông đạt được. Huống hồ là kẻ ngu si kia, không có sự ham muốn sâu xa, không có tín hiểu. Này Xá Lợi Phất, ông xem người ấy không biết nghĩa lý vô thượng của Như Lai nên phá hoại chánh pháp của ta, tự làm cho thân mình và thân người khác suy não lớn. Như vậy là giặc lớn, là oan gia của thế gian. Trong kinh này có nêu là nên mau xa lìa. Người ấy hãy đối với Phật hãy còn có biết ơn, từ ngày chúng ta đã là người xuất gia. Đối với pháp này không chỗ không nên làm thì không nên làm theo. Vì thế này Xá Lợi Phất, Như Lai muốn khiến trong đời vị Lai dứt trừ việc sâu ác đó mà giảng nói kinh như thế. Nếu tỳ kheo nào phá hủy giới đã thọ nhận, phá bỏ oai nghi và chánh kiến, nghe được kinh này thì sợ hãi chống trái với giới. Vì sao? Vì người phá giới không thể trong một khoảnh khắc như bốn móng tay mà an trụ vào tướng thánh nhân, mặc áo ca sa. Nếu nghe kinh này tâm hoan hỷ thì người đó gọi là cúng dường chư Phật, giữ gìn Phật đạo. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, đó gọi là cõi chân của Phật đạo. Nếu thiện nam tín nữ nào muốn đạt được pháp sa môn, vì để được nghe kinh này nên phải vượt qua hơn 100.000 vạn ức do tuần. Vì sao? Vì chư Phật Như Lai lâu lắm mới xuất hiện ở đời, tuy đã ra đời nhưng phải đúng thời mới giảng nói. Phẩm chính liệu giới. Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất, có ba hạng người nghe chẳng nói kinh này tâm không vui mừng, những gì là ba? Một, tỳ kheo phá giới. Hai, người tăng thượng mạng. Ba, người giảng giải nói pháp bất tịnh và tham chấp ngã. Người ấy xa lìa đối với kinh nói về sự tùy thuận nơi thật tướng sâu xa, hoàn toàn đầy đủ là một lũ người mù bẩm sinh. Cho nên này Xá Lợi Phất, ta đem kinh này lần nữa phó chúc cho ông. Vì sao? Vì kinh này sau khi Như Lai diệt độ, có thể khiến cho tỳ kheo giữ giới, thanh tịnh sinh tâm vui mừng. Kinh thâm diệu như thế, người giữ giới thanh tịnh luôn thâu nhận giữ gìn, kẻ phá hủy giới thì thường xa lìa. Vì sao? Vì người ngu si nghe giảng nói về chánh ngữ chân thật thì cho là khổ đau. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới, với chỗ hình thành tướng mạo, Như Lai đối với người ấy đã giảng nói rộng đủ. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới pháp nên không thích giữ giới luật nghi, như người ngu si không thích trí tuệ, như người keo kiệt không muốn nghe nói về bố thí, người tăng thượng mạng không muốn nghe nói về pháp, không có kiêu mạn, nếu nghe thì sợ hãi như rơi vào hầm sâu. Người thích lợi thế gian, tham chấp vị ngon, nghe chê trách đồ ăn thì tâm sầu não. Nếu người ưa thích đọc kinh sách của ngoại đạo, tức ở trong đó sinh tưởng cho là chắc thật, người chấp trước nơi ngôn ngữ, ưa thích nói năng tán loạn, người ưa thích lời nói lời trau chuốt, văn từ mỹ lệ đối với đệ nhất nghĩa không của Phật thì tâm không thanh tịnh, là đối với pháp này không kính không tin. Này Xá Lợi Phất, với như không phải người nam, không có công dụng của người nam, cho đến trong các người nam
sinh tưởng không phải người nam. Lại suy nghĩ, những người này cũng như ta không khác. Người thích xem kênh sách của ngoại đạo như vậy, luôn ưa thích trau chuốt lời văn, từ ngữ, đối với đệ nhất nghĩa của chư Phật, tâm không cung kính. Này Xá Lợi Phất, trong đó có người giả nói kinh thanh tịnh, thì đối với người ấy, kẻ kia cũng không cung kính, lại khinh chế tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Vì sao này Xá Lợi Phất, kinh sách của ngoại đạo nói không chân thật, nói pháp kiêu mạn, cao ngạo, tự đại? Vì sao vì không chán lìa sự việc ấy, không tạo sự vắng lặng, không giúp cho việc đắc đạo không đạt tới niết bàn? Người ấy hủy hoại các căn lành như tính, vân vân, đối với tất cả xứ không tính có công đức, giống như người không phải người nam, đối với mọi người đều cho là như mình. Này Xá Lợi Phất, như người mù bẩm sinh không thấy các màu sắc là màu đen hay màu trắng, người không thấy màu trắng đen tức không thấy màu sắc tốt, không thấy màu sắc xấu, không thấy các màu xanh vàng, đỏ trắng, hồng tía, xanh trắng, không thấy các màu sắc dài, ngắn, thô tế, cạn sâu, không thấy mặt trời, mặt trăng, tinh tú. Người mù như thế suy nghĩ, không có màu trắng đen. Người không thấy màu trắng đen, không có màu sắc xấu tốt, không có màu xanh, vàng, đỏ, tía, dài, ngắn, thô tế, sâu, cạn, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, cho mọi người khác cũng đều như vậy. Tâm người mù điên đảo, đối với tất cả nơi chốn đều cho là tối đen. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới, người tăng thượng mạng, tỳ kheo bàn luận theo ngoại đạo cũng là như vậy. Đối với giáo pháp sâu xa của Phật, tâm không tin ưa, không thể thấu đạt, nghe nói các pháp là không, không thật có, thì không hiểu, không ưa thích, nên không thể thông đạt. Này Xá Lợi Phất, những người như vậy thật đáng sợ, vì đã đi vào trong cõi tà, không đạt được chánh pháp. Như chánh pháp này mới gọi là sa môn chân thật. Ông đã đắc pháp nhưng người ấy không tin, giống như người mù cho là không có các màu đen trắng. Này Xá Lợi Phất, người ấy như vậy là nhập vào nẻo tà, tìm câu kết luận của ngoại đạo, ưa thích các chỗ ồn náo, tăng thêm phiền não, tánh ác, pháp ác. Người ấy không thể tin các pháp không, huống hồ là thông đạt. Này Xá Lợi Phất, ý ông thế nào? Như loài chuồn hoang làm sư tử là có thể đã gầm, đang gầm và sẽ gầm, tạo ra dáng đi của sư tử đang đi, sẽ đi và đã đi không? Bạch Thế Tôn, không thể. Vì sao? Vì sức lực âm thanh của chuồn hoang không bằng sư tử. Chuồn hoang chỉ có thể tạo ra âm thanh của chuồn hoang, nhưng muốn gầm lên thì chỉ có tiếng của chuồn hoang phát ra, chẳng phải là tiếng của sư tử. Cũng vậy, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo phá giới, tỳ kheo tăng thượng mạng, tự cho sự việc lợi là hơn hết. Người thuyết pháp bất tịnh là thọ nhận luận thuyết của Ni Kiền Tử, hoặc chấp một việc giữ chặt không bỏ, tham lợi dưỡng ở đời, ưa thích đọc kinh sách, nhưng không thể thông đạt thật tướng của các pháp. Nếu có thể tinh thọ các pháp vô tướng là điều không hề có. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo tuổi cao đức dày, là bậc uy đức trong số các tỳ kheo, có trí tuệ sâu xa, người ấy có thể tin về pháp không, tự tướng không thật có, pháp không có ngã, không có nhân. Vì sao? Vì người ấy không ưa thích các lời nói xen tạp ồn náo, không thích lối đọc kinh sách phần chỉ là ngủ nghỉ, không vì hàng tại gia là cái việc kinh doanh, không bị sai khiến giữ chuyển văn thư, không làm y thuật, không đọc các phương thuốc, không mua rẻ bán đắt, không thích bàn luận theo ngôn ngữ của thế gian, chỉ thích giảng nói lời xuất thế gian. Người ấy có thể tin hiểu tất cả pháp không, đối với tất cả các pháp không khởi không hoại. Người ấy có thể chứng được chân thực tế, tức có thể như tiếng gầm của sư tử đích thật, chẳng phải là tiếng gầm của giải can. Này Xá Lợi Phất, nếu có tỳ kheo nào gắn bó với kinh sách nghĩa lý của ngoại đạo, tức người ấy xả bỏ giáo pháp vi diệu của Phật, giảng nói pháp cho đại chúng bằng ngôn từ của ngoại đạo, chỉ tạo nên tiếng gầm của chuồn hoang. Này Xá Lợi Phất, người sở bác như vậy gọi là sa môn mục nát,
hư hoại vì sao? Vì nghĩa lý của ngoại đạo chẳng phải là giáo pháp của Phật. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo chấp theo pháp của ngoại đạo nên không nên xưng mình là đệ tử Phật. Vì sao? Vì Sa Môn Thích Tử không thể giảng nói theo lời của Ni Kiền Tử, ở trong đại chúng chỉ giảng nói pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, nếu người chấp trước nơi ngôn ngữ bất tịnh, muốn làm tiếng gầm của sư tử, nhưng chỉ tạo ra tiếng kêu của loài chồn hoang, người ấy không thể hiểu về đại nhất nghĩa của pháp Phật. Này Xá Lợi Phất, ta nay sẽ nói cho rõ cho ông. Nếu người đầy đủ các hành trì, giữ giới, thiền định, trí tuệ, không keo kiệt, không tham lam, không đắm nhiễm, sân si, không ôm lòng vô định, nhàm chán tâm ác, nói lời chân thật, luôn thích ở một mình, không ham ngủ nghỉ, ưa thực hành theo nẻo không, vô tướng, vô nguyện, không sinh, không diệt, sinh tâm lìa dục, cầu hiểu rõ về đại nhất nghĩa của pháp Phật, không thích lời thế gian, yêu mến lời xuất thế gian, hết lòng giữ gìn các giới, thể đều sẽ lìa tất cả các việc ác và tri thức ác. Đủ vài pháp này thì có thể hiểu rõ pháp không, không thật có. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì hành ấy gọi là hạnh của bậc đại nhân, chẳng phải là hạnh tham ưa lợi dưỡng, chẳng phải là hạnh của người ngu si tầm thường, chẳng phải là hạnh của sa môn hư hoại, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn cặn bã, chẳng phải là hạnh của hàng sa môn giả danh. Thật tướng của các pháp là tịch tịnh rốt ráo, tức là Phật đạo. Người tham thích lợi dưỡng thế gian và nói pháp bất tịnh đều không thể so sánh. Này Xá Lợi Phất, lĩnh vực này gọi là lĩnh vực của bậc đại trí, chẳng phải là lĩnh vực của kẻ tham ưa ngoại đạo, chẳng phải là lĩnh vực của người giảng nói về chấp ngã nhân. Này Xá Lợi Phất, nếu thật sự có ngã có nhân để nói về ngã nhân, tức nên có thật tướng, nên hỏi như thật, nếu có ngã thì đó màu gì? Màu xanh, vàng, đỏ, trắng, là ở trong thân hay ở ngoài thân, là ở khắp thân, như ở như dầu ở nơi hạt mè. Này Xá Lợi Phất, trong hạt mè có dầu nên có thể dẫn ra chỉ rõ. Nếu ngã ở bên trong nên nói có ngã, thì nếu bày chỉ rõ, như từ trong hạt mè cho ra dầu, chỉ rõ là dầu. Trong đề nhất nghĩa, cầu tìm ngã là không thể được. Do đó phải biết, nếu người nào nó có ngã có nhân thì người này hãy còn không có giới của sa môn, huống hồ là quả vị sa môn. Này Xá Lợi Phất, nên biết người tham chấp theo tà kiến như thế, đó là chấp ngã, chấp chúng sinh, chấp thọ mạng, tức bị rơi từ đỉnh cao. Người tham chấp theo tà kiến như thế hãy còn không thể trừ bỏ tâm tham cầu lợi dưỡng, huống chi là trừ bỏ phiền não vi tế. Này Xá Lợi Phất, người thấu đạt về không, nếu bị lợi dưỡng của tham dục giận dữ si mê che lấp thì không hề có, cũng không bị rơi từ đỉnh cao. Này Xá Lợi Phất, tâm chấp có ngã, tức người đó cho là có thọ mạng, do nhân duyên thọ mạng nên bị lợi dưỡng lôi kéo ngăn che, làm chướng ngại nơi đạo. Này Xá Lợi Phất, người chấp ngã chấp nhân thì ở trong giáo pháp của ta xuất gia học đạo. Người ngu si như vậy ở trong giáo pháp thanh tịnh tức chẳng phải là xuất gia. Vì sao? Vì xuất gia theo Ni Kiền Tử, tâm đều chấp có ngã, có chỗ thủ đắc. Này Xá Lợi Phất, người có chỗ thủ đắc tức từ vô thị đến giờ luôn có kiến chấp ấy, nó được xuất gia vẫn còn không đoạn dứt. Đó gọi là nhân nơi ngoại đạo mà xuất gia, không gọi là nhân nơi tánh pháp mà xuất gia. Vì sao? Vì người xấu ác không thể tin thích nơi pháp lớn, đối với pháp lớn thanh tịnh không có tưởng chân thật. Này Xá Lợi Phất, như vậy do nhân duyên phá bỏ giáo pháp này là tội nặng, nên tàn dư chưa hết, thành thử không thể tin hiểu thật tướng của các pháp, phát khởi nghiệp bất thiện, hoặc phỉ báng tám thánh đạo, đối với tỳ kheo tịnh giới sinh tâm xấu ác, dối nói ra lỗi lầm, hoặc nói lời phá giới, phá chánh kiến, phá tọa mạng, phá oai nghi,
và không thấy lỗi lầm của người khác, vọng sinh phải quấy, hoặc đem tâm bẩn đục, ganh ghét giận dữ nói xấu về tên tuổi của người khác, hoặc không thể hiểu biết nghĩa lý trong kinh Phật, cho chẳng phải là pháp của Phật. Người ác như thế gây tạo đầy đủ nghiệp ác phá hoại giáo pháp. Đối với đệ nhất nghĩa của Phật, tâm không thấu tỏ, không hội nhập, không hoan hỷ, tội nặng như vậy do nhân duyên quả báo còn sót lại. Tuy siêng năng tinh tấn, hãy còn không thể thâu lấy tướng của đối tượng duyên, huống gì là giữ vững tâm để có thể đạt được đạo quả. Lại còn nương tựa sâu xa nơi kiến chấp ngã nhân, những cái chấp như vậy cho đến chư Phật cũng không thể nhổ bật từ gốc rễ, huống hồ là hàng thanh văn. Này sáu đại Phật, nếu người có những tham chấp sâu ác, tà kiến như vậy, đó là kiến chấp về ngã, về nhân, về chúng sinh, về tuổi thọ, về mạng sống, lại đối với đại nhất nghĩa không thì kinh sợ, nghi ngờ. Để biết người này đời trước gây tạo nhân duyên của tội phá pháp. Này sáu đại Phật, nếu người tham chấp theo tà kiến sâu ác như thế, đó là tham chấp về ngã, tham chấp về nhân, tham chấp về thọ mạng. Người ấy dù được 100.000 ức chư Phật dùng ba thứ luân hiện bày, cũng không thể khiến giác ngộ, khiến đạt được đạo quả. Này xá lợi Phất, thà dùng dao bén cắt lưỡi, không nên không thấy sự việc của người khác mà nói dối về lỗi lầm của họ, là phá giới, phá chánh kiến, phá thỏa mãn, phá oai nghi. Này xá lợi Phất, ở đời vị lai sẽ có tỳ kheo khéo giữ gìn 250 giới. Người sinh tâm ngã mạn lại suy nghĩ, ta là người giữ giới, còn kẻ khác thì không như vậy, khinh chê người khác, tâm không cung kính, cho ta là nghe nhiều biết rộng, người khác thì không nghe nhiều biết rộng. Này sao lại phát bấy giờ, có nhiều tỳ kheo chỉ kính trọng giữ giới nhiều hơn thực hành hành ở lăng nhã, có thể khéo giữ gìn giới phẩm, tuân theo chỗ để giảng nói để hành trì, tâm siêng năng đọc tụng kinh điển, mong thông hiểu pháp Phật. Những người như vậy xin kiêu mạn về nghe nhiều biết rộng, xin kiêu mạn về hành a lan nhã mà tích sân hận, tâm luôn câu uế, ôm lòng tham chấp sâu dày, tâm ý càng giận dữ, ngu độn không biết do nhân duyên nhỏ mà phát sinh việc lớn. Người ấy do giận dữ che lấp tâm giúp sinh ra lỗi lầm, gọi là phá giới, phá chánh kiến, phá tọa mạng, phá oai nghi. Này sao lại vất trong số tăng chúng như thế, có tỳ kheo tốt tâm không bè phái thiên lệch đứng giữa, nhưng rồi cũng đồng với kẻ ác kia, cùng nhau bàn luận trách cứ tranh cãi, không dừng khi các việc ngồi thiền tụng kinh không được an ổn, tại gia xuất gia cũng đều loạn động. Thế nên này sao lại vất, bây giờ có nhiều tỳ kheo, một hạ, hai hạ, ba hạ, cho đến chín hạ, tỏ ra khinh mạng bậc thượng tọa, không có cung kính. Người ấy xuất gia thọ giới phân nhiều, không đúng như pháp. Theo học nơi các bậc hòa tượng A-sa-lê cũng không cung kính. Này sao lại bất tỳ kheo, khi ấy tỳ kheo trẻ tuổi và người xuất gia trước không có chỗ nương tựa, cùng nhau khinh mạng tỳ kheo mười hạ nuôi dưỡng đồ chúng. Các đồ chúng ấy đều không cung kính, không giữ oai nghi phép tắc, cũng không hành như pháp. Này sao lại phát, lúc này những kẻ xấu ác gồm đủ cả tham dục, sân hận, ngu si cùng nhau khinh mạng, không biết cung kính, mâu thuẫn trái nghịch, giáo pháp của ta bị tiêu diệt. Này sẽ lại phát, khi đó những người ngu si này phân nhiều giấy khởi nghiệp tội phá pháp, khởi tội này rồi sẽ bị đọa vào cõi ác. Này sẽ lại phát, nay ta nói rõ cho ông biết, tỳ kheo tự cầu lợi dưỡng, cầu điều thiện cho mình, lúc ấy không được nhập chúng, cho dù là một đêm, chỉ trừ A-la-hán để dứt hết phiền não và tỳ kheo bệnh tật có duyên trong ấy. Vì sao này sẽ lại phát, bấy giờ những người tham dục, giận dữ, si mê, độc hại, đang thịnh, không biết sợ hãi, luôn tạo mọi bức bách,
Người cầu lợi lành phải tự ở chốn núi rừng thanh vắng cho đến khi qua đời, khác nào loại thú rừng chết. Này Xá Lợi Phất, hôm nay ta sẽ nói rõ cho ông. Giáo pháp chân thật này của ta không trụ lâu nơi thế gian. Vì sao? Vì phước đức căn lành của chúng sinh đã hết. Đời sáu ác ô trược đã đến gần. Tỳ kheo cầu lợi cho mình, cầu thiện cho riêng mình nên sinh tâm nhàm chán như vậy. Ta phải làm gì khi thấy giáo pháp bị phá loạn? Rất khó thấy sa môn xuất hiện ở đời sáu ác này. Nên ta phải dốc tâm tinh tấn tu tập sớm sớm chân đắc đạo quả. Này Xá Lợi Phất, giáo pháp của ta không có điều có, không nhớ nghĩ về cơm ăn áo mặc đồ nằm thuốc thang. Các ông chỉ nên siêng năng tu hành Phật đạo, chớ quý trọng của cải lợi dưỡng cúng dường của thế gian. Này Xá Lợi Phất, này ông hãy lắng nghe, ta sẽ giải nói cho ông. Nếu có tỳ kheo nhất tâm hành đạo thì ngàn ức trời thần đều cùng đồng tâm, đem các thứ vật dụng ưa thích theo ý muốn để cúng dường. Này Xá Lợi Phất, những người cúng dường tỳ kheo ngồi thiền không bằng hàng trời thần, cho nên này Xá Lợi Phất, ông chớ lo âu suy nghĩ mình không được cúng dường. Đức Phật giáo hóa chân thật nên tùy thuận hành trì, cho đem đệ nhất nghĩa không ra giảng nói với kẻ lỗi lầm sâu ác. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, hiểm nạn lớn là không chân đắc gì cả. Hoặc có tỳ kheo nhờ lời giải pháp của ta xuất gia thọ giới, ở trong pháp ấy siêng năng hành trì tinh tấn, tuy chư thiên thần và các chúng sinh không nhớ nghĩ, nhưng có thể nhất tâm siêng năng tu tập đạo quả, hoàn toàn không nhớ nghĩ về chỗ cần thiết của cơm ăn áo mặc. Vì sao? Vì kho tàng phước đức của Như Lai là vô lượng có hết. Này Xá Lợi Phất, sau khi Như Lai diệt độ, nơi trăm ngàn ức phần của tướng Bạch Hào đem một phần trong số đó cúng dường Xá Lợi và các đệ tử. Này Xá Lợi Phất, giả sử tất cả người ở thế gian đều cùng xuất gia thực hành đúng theo pháp, thì đối với trăm ngàn ức phần của tướng Bạch Hào không hết được một phần. Này Xá Lợi Phất, vô lượng công đức của Như Lai là vậy, là như vậy. Nếu các tỳ kheo đã được thức ăn uống và các vật cần dùng thích hợp đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ấy phải nên suy nghĩ, không nên đối với các vật cần dùng như thế mà hành theo pháp sâu ác của tà mạn. Này Xá Lợi Phất, nếu tỳ kheo mặc nạp y, nên nhặt lấy nạp y thô xấu và sinh tâm này, nhờ y ấy ngăn chặn được nóng lạnh và tu tập thánh đạo. Hôm nay ta dùng y thô xấu này may vá thành y tăng dạ lê để mặc và giúp hành trì tinh tấn. Nếu mặc theo hàng phàm phu, cho dù một đêm cũng không nên mặc. Tỳ kheo ấy đem giặt sạch sẽ rồi may y mặc. Nếu tỳ kheo này đối với pháp, đối với nạp y ấy sinh tâm tham đắm thì liền bỏ, ta không lấy mặc y này huống gì là y khác. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo ấy đối với y này sinh tâm chẳng phải là pháp của tỳ kheo. Tỳ kheo ấy không nên tham đắm huống gì là các vật khác. Này Xá Lợi Phất, khế tỳ kheo thà dùng dây sắt nóng đỏ tự trói thân mình, cho nên tham đắm mặc nạp y như thế. Vì sao? Vì đối với y ấy đã sinh tâm nhiễm ái. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo mặc nạp y nên suy nghĩ như vậy. Mặc nạp y như thế là để ngăn chặn lạnh nóng, giúp đỡ cho sự tu tập đạo quả. Hôm nay ta không nên tham vướng đối với y khác. Sở chân đắc quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A La Hàm, quả A La Hán. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo mặc nạp y như thế là chuyên cầu đắc đạo, ta tức đồng ý cho mặc. Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo đi khất thực phải đúng như các pháp, không nên phân biệt, luôn thâu giữ tâm mình không cho tán loạn mà đi vào làng xóm, dùng các thiền định để tự trang nghiêm. Khất thực xong
tấm gươm diêm ô. Đã được thức ăn rồi thì ra khỏi xóm làng, đến chỗ bờ sông thanh tịnh nơi có thể tu đạo, để thức ăn qua một bên, rửa chân sạch sẽ ngồi xuống, bày thức ăn ra trước mặt. Nên sinh tưởng nhàm chán xa lìa, tưởng về sự bất tịnh, như phân nhơ thối rửa, như đồ nôn mửa, như ghẹ lở, tưởng như đồ chán ghét. Lại nữa, đối với trong thân phải sinh tưởng về thay chết, tưởng như màu xanh bầm, tưởng như máu mủ, nghĩ là đồ hư thối. Này sao lại phát tỳ kheo phải sinh tưởng như vậy, khiến không còn tham đắm, sau đó mới ăn. Ăn là để nuôi dưỡng thân này, trừ bệnh tật mà đói khát, để được tu tập đạo quả. Lại suy nghĩ, ta ăn thức ăn ấy là phá trừ khổ não trước, không còn đau khổ sau, tâm được an vui, điều phục thích hợp, không còn lo lắng, thân thể nhẹ nhàng, bước đi an ổn. Lại nghĩ ăn thức ăn này rồi, ta sẽ chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán và pháp nhẫn vô sinh. Này sao lại vất thì kheo ăn thức ăn như thế, ta chấp thuận sự việc khất thực ấy. Này sao lại vất nói thì kheo khất thực, được thức ăn mà sinh tâm tham đắm mùi vị, cho là thức ăn ngon. Lại suy nghĩ ta ăn thức ăn này sẽ được sắc đẹp, khí lực đầy đủ khỏe mạnh, mà không suy nghĩ ta ăn các thức ăn này là nhằm siêng năng tu hành thánh đạo. Tỳ kheo như thế không chấp thuận cho nhận một chút thức ăn uống, huống gì là cả bữa ăn. Này sao lại vất, nếu trong bữa ăn không thấy lỗi lầm sâu ác, không thấy đạo xuất ly mà cứ ăn, thì ta tự dùng tay cầm dao mổ bụng ăn thịt mình. Vì sao? Vì ta chấp thuận cho người tu hành chứng đắc được sự cúng dường mà không chấp thuận những người khác. Này sa lợi phất, thế nào gọi là người tu hành? Nếu có tỳ kheo quyết định phát tâm, ta ở đời hiện tại giúp đoạn trừ các kết sử, sẽ nhập vào niết bàn vô dư, tu tập thánh đạo như cứu lửa cháy đầu, là giúp đoạn trừ các pháp ác bất thiện, đó gọi là người tu hành. Là có thể nhất tâm tín hiệu pháp không, vô tướng, vô nguyện, vì đoạn trừ các phiền não nên cho đắc quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó gọi là người tu hành. Cầu các pháp thiện luôn hành trì thưa hỏi, gọi là người tu hành. Là có thể phát tâm độ thoát tất cả chúng sinh, gọi là người tu hành. Tâm siêng năng tu tập các pháp trợ đạo, lời nói và việc làm đều đúng như các pháp, và luôn nhất tâm chuyên cầu Phật đạo. Này sẽ là Phật, ở trong pháp Phật, đó gọi là người tu hành. Thế nào gọi là người chứng đắc? Nghĩa là chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, thoát khỏi ba đường ác, gọi là người chứng đắc. Đạt được quả Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đoạn trừ các phiền não, chỗ cầu đạo đã dứt, việc làm đã xong, khéo học về bảo học, gọi là người chứng đắc. Ta chấp nhật thuận cho người này được tọa nhận sự cúng dường. Này sao lợi phất, người giữ giới thanh tịnh nhằm giáo hóa cho đàn việc và tu tập, học nhiều biết rộng, đọc tụng kinh điển, đó là đọc tụng Tu La La, Kỳ Dạ, Thọ Ký, Già Đà, Ưu Đà Na, Ni Đà Na, các kinh như vậy, kinh Bổn Sinh, kinh Phương Quảng, kinh Vị Tằng Hữu, kinh A Ba Đà Na, Luận Nghị. Người ấy còn có thể giữ giới thanh tịnh, không có tỳ vết, không câu uế, không đục dơ, tự tại, không đắm nhiễm, được bậc trí khen, tự thân được đầy đủ, thuận theo thiền định, thường xuyên ưa thích ngồi thiền. Tỳ kheo này ta cũng chấp thuận cho thọ nhận sự cúng dường. Này sao lại phát, người thân chứng đắc pháp không còn nghi ngờ hối tiếc, ta chấp thuận cho người ấy ngồi nơi tòa cao thuyết giảng giáo pháp. Tuy là phàm phu nhưng giữ giới thanh tịnh, tâm không tham vướng nơi kinh sách, nghĩa lý của ngoại đạo, nhất tâm chuyên cầu đạo quả vô thượng của sa môn, không tham đắm lợi dưỡng, và nói chắc thật khéo léo, học nhiều biết rộng như biển cả,
cho dù mất mạng cũng không nói dối, không thích tranh cãi, luôn tự lợi mình và làm lợi cho người khác. Chị Giang nói về đời nhất nghĩa, chân thật, thanh tịnh, lời nói và việc làm luôn như nhau. Này Sơ Đại Phật, ngồi giảng nói như thế ta chấp thuận cho giảng nói và pháp. Các pháp Như Lai đã giảng nói đều có thể khiến cho các pháp không hề chống trả nhau. Đó là giảng nói về giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Này Sơ Đại Phật, tỳ kheo cầu lợi xuất gia theo Phật mà phá bỏ giới phẩm, thì sao có thể giảng nói giáo pháp? Vì sao này Sơ Đại Phật? Trong kinh ta nói, nếu người tự mình không khéo tịch tỉnh, tự mình không thể giữ gìn, mà có thể khiến cho người khác khéo tịch tỉnh, khéo giữ gìn là điều không hề có. Như người tự chìm đắm trong chỗ bùn nhơ mà muốn giúp cho người khác ra khỏi nơi ấy là điều không thể có. Nếu người có thể tự mình khéo tạo sự tịch tỉnh, có thể tự mình chữa trình, có thể ra khỏi chỗ bùn nhơ và giúp đỡ kẻ khác ra khỏi nơi ấy là điều có thể đạt được. Vì thế này Sa Lợi Phất, hôm nay ta nói rõ cho ông, nếu người nào phỉ báng Như Lai thì tội ấy rất nặng. Tỳ kheo nói lời chân thật thì nên chấp thuận cho giảng nói giáo pháp. Tỳ kheo giữ giới chẳng phải là người nói dối, thì có thể bố thí pháp. Này Sa Đại Phật, ngồi nói tòa cao, giảng nói chánh pháp, quyết định đoạn dứt nghi ngờ là việc tối thượng. Nếu giữ giới không thanh tịnh, chấp phướng nơi nghĩa lý của ngoại đạo thì ta không chấp thuận. Người nói dối, người quý trọng thích việc thế gian, người cầu lợi dưỡng, người ưa tranh cãi, ta cũng không chấp thuận. Ta chỉ chấp thuận đối với người giữ giới thanh tịnh, người tâm ngay thẳng, chân thật, người thông đạt thật tướng của các pháp, được ngồi nói tòa cao và nói giáo pháp. Này Sơ Lợi Phất, tỳ kheo phá giới là thà nên bỏ giới chứ không mặc ca sa. Giả tướng thánh nhân che giấu tội lỗi, ngầm làm các việc ác, thọ nhận của người tính thí. Này Sơ Lợi Phất, do nhân duyên nhỏ mà về lâu về xa phải thọ nhận thân ở địa ngục. Phẩm 17 chúc lụy. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vào đời sâu ác như thế, các tỳ kheo đối với pháp thiện làm thế nào để tinh tấn? Phật bảo Tôn giả A Nan: Ông chớ nên như vậy. Vì sao? Vì Đức Phật đã giảng nói với vô lượng trí tuệ nơi kinh điển, lúc ấy tỳ kheo hãy còn không thể tin hiểu, huống hồ là có thể siêng năng tu hành. Này A Nan, Như Lai đối với các pháp hữu vi đều có trí tuệ để lãnh hội, tất cả hàng bích chư Phật và A La Hán đều không thể hiểu biết. Này A Nan, các pháp Như Lai đã nhận biết, nếu vì ông mà giảng nói sẽ khiến ông trở nên mê muội, huống gì là người ấy là có thể tin hiểu. Hôm nay Như Lai giảng nói kinh như thế, bấy giờ người ngu si hãy còn không tin, huống gì là có thể tin chỗ giảng nói về tội báo. Này A Nan, các pháp là như vậy, tự thân là ác nên cho các thứ khác cũng ác. Như này thì kheo biến nhát bậc nhất, thì khi đó thì kheo tinh tấn bậc nhất cũng không sánh bằng. Hoặc chỗ giữa giới oai nghi, trí tuệ cũng không thể cùng so sánh. Như là nếu nói về chỗ tạo tác của người ấy với những lỗi lầm sâu ác nên phải tỏ báo khi chuyển thân, thì người này không tin còn giải khỏi tội nặng. Nếu các ông nghe được cũng phải lo sợ, không thể lường tính về chỗ tội ác sẽ tỏ báo. Này A Nan, người thọ nhận giáo pháp thâm diệu của Như Lai là rất khó có. Ý ông thế nào? Bấy nhiêu loài heo có ưa thích giường chiếu mệt đẹp đẹp không? Bạch Thế Tôn: Dạ không. Này A Nan, ta đã chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với giáo pháp vi diệu sâu xa này. Người trí ưa thích, người ấy không thể tin hiểu thấu đạt. Được xuất gia, tự xưng mình là sa môn, không thể gắng sức thọ nhận sự giáo hóa như thật. Ở trong giáo pháp này mà không thể tu tâm,
không được pháp vị giác ngộ, phủi tay mà đi, rơi vào đường ác, giống như con heo lìa bỏ giường chăn nệm đẹp. Vì sao này A Nan? Vì pháp thanh tịnh thâm diệu nơi đạo quả bồ đề vô thượng của ta trên đất ấy, chẳng phải là người có thể, người khó hóa độ có thể tin hiểu, người khó hàng phục, người không có trí tuệ, người khó đầy đủ, người khó nuôi dưỡng, người phá giới, người khó giảng nói, người trụ nói tà pháp, người làm theo tà hành, người quý trọng của cải lợi dưỡng, người cho cơm áo là trên hết, người phá oai nghi, người phá giới đức, người đọa đỉnh, người xấu ác, người biến trệ, người ít ham muốn, người ít tinh tấn, người không biết xấu hổ, người chịu được xấu hổ, người vội vàng làm việc kinh doanh. Hàng chiếc đà la trong sa môn, bạch y trong sa môn hư hoại, người hành tà đạo trong sa môn, người không phải sa môn tự nói là sa môn, người bị ma ăn nuốt, người hợp với nghĩa lý của ngoại đạo, người hành không đúng như lời nói, người ưa thích chỗ ồn náo, người ưa nói lời tán loạn, người có đủ việc làm của ma, người bị ma não hại, người bị phiền não bùng cháy mạnh, người có kiến chấp ngã, có kiến chấp nhân, người có kiến chấp về chúng sinh, người kiến chấp điên đảo. Đối với giáo pháp ấy của ta, nếu có thể tín hiểu thấu tỏ là điều không thể có. Vì sao này A Nan? Vì pháp thanh tịnh diệu lạc nơi đạo quả phô thượng chánh đại chánh giác, ta đại chứng đắc ấy, cùng với những người xấu ác kia không thể xứng hợp. Này A Nan, ví như trăm ngàn ức tam thiên đại thiên thế giới, với khoảng trung gian hết sức xa cách rộng lớn, cách pháp sa môn cũng là như vậy, huống gì là đạt được thuận nhẫn, huống gì là đạt được niết bàn. Này A Nan, những sự việc như vậy nói không tệ hết. Sa môn đời vị lai xấu ác thấp kém, ôm lòng tham chấp xấu dày, ôm lòng sân giận xấu dày, ôm lòng không tin xấu dày, ba độc bùng cháy dữ dội, tâm hành tội ác, khó có thể chế ngự. Này A Nan, phía như ruộng lúa tốt đang chín vàng, là dùng lửa tự đốt, bữa ăn là mỹ vị mà tự nó là độc hại, nhà cửa hiện có dùng toàn là lửa cháy mà tự cho là thanh tịnh, có nên như thế không? Bạch Thế Tôn, không nên. Này A Nan, người ấy ngu si ở đời vị lai cũng như vậy, do nơi giáo pháp của ta mà được thọ nhận sự cúng dường, nhưng lại không tin hiểu công đức của Như Lai, là không thể tin các kinh như vậy, không thể gắn dẫn nói ra lỗi lầm thật sự. Tôi biết mình là mục nhọt mà chống trái lời giảng nói của ta. Người ngu si như vậy nương dựa vào Phật để tự sinh sống mà lại còn nghịch với giáo pháp ấy. Này A Nan, bây giờ trong cõi Diêm Phù Đề, người ngu si như vậy đầy khắp nơi đó. Này A Nan, hãy tạm gác lại điều này, đâu cần phải trách cứ những kẻ xấu ngu si ấy. Những sinh, những giả tạo tác việc ác. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì, phụng hành như thế nào? Phật bảo Tôn giả A Nan: Kinh này gọi là Phật Tạng, cũng gọi là phát khởi tinh tấn, cũng gọi là hàng phục kệ phá giới, cũng gọi là tuyển chọn các pháp, nên theo đấy mà phụng trì. Này A Nan, người nào thọ trì đọc tụng kinh này sẽ đạt được vô lượng vô biên công đức. Vì sao? Vì hạng tỳ kheo phá giới hay còn không thể tin tưởng đọc tụng chỉ dạy cho mọi người, huống chi là đối với kinh ấy có được tập hoan hỷ. Vì sao này A Nan? Với nhớ giặc ác đối với đại thần của vua thì không dám tự hiện bày việc trộm cắp vật dụng của người khác, không tự nói mình là giặc. Thế nên này A Nan, tỳ kheo phá giới khởi tạo các pháp chẳng phải là sa môn hay còn không tự nói mình là kẻ xấu ác, huống hồ là có thể hơn đến người khác để nói mình đã có tội. Này A Nan, kinh này nếu tỳ kheo phá giới nghe được thì có thể tự hàng phục, tức có hổ thẹn. Tỳ kheo giữ giới có được sự tăng trưởng nơi tự thân. Khi giảng nói kinh này có một số chư thiên đối với các pháp đạt được pháp nhãn thanh tịnh, mà ác và các quyến thuộc của chúng đều sầu não lớn như rơi vào 16 hầm lửa.
kêu khóc lớn tiếng: Sa môn Cồ Đàm đã biết ta, hiểu ta. Ta luôn ở trong đêm dài sinh tử, mong cho sau khi Phật diệt độ, sẽ quấy phá tỳ kheo giữa giới, rồi giúp cho tỳ kheo phá giới, nhằm khiến các tỳ kheo sâu ác không hiểu biết về Pháp Phật, chỉ biết đọc tụng. Ta muốn ở trong Pháp Phật hủy hoại tâm an ổn. Nói đây chẳng phải là Phật Pháp, không có nghĩa lý sâu xa. Hôm nay Sa môn Cồ Đàm ở nơi đại chúng, gồm cả chư thiên và loài người, giữ gìn Pháp này, ngăn chặn việc làm của ta. Mà nói như vậy rồi, ôm lòng sầu não, bỗng nhiên biến mất. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm rõ sự việc này nên nói kệ: Ta giảng nói các Pháp, tùy thuận đại nhất nghĩa, hữu vi không bền chắc, như chỗ thấy trong mộng. Nên ta nói Pháp này, quả trách việc vị lai, thuận theo đệ nhất nghĩa, ngăn chặn các người ác. Bây giờ trong đời ác, tâm tỳ kheo nhiễu động, tranh cãi sinh phải quấy, không thể đạt niết bàn. Sa môn và bạch y giảng nêu không có khác. Bây giờ pháp của ta cùng giống với pháp tục. Vì người tại gia nói, ông biết ta ít có, ta đạt được pháp Phật, chân đắc quả thứ nhất. Là có tỳ kheo nói, ta nếu là không sai, người này đồng với ta, ta thấy pháp chân thật. Thấy pháp không thấy pháp, vì đến chỗ bạch y, đều ở trong pháp mình mà sinh ra bàn luận. Có nói tất cả có nói tất cả không, không trụ nơi chánh đạo, tan ác chê pháp ta. Ông chớ gần người này, nên đến gần của ta, nói pháp thật cho ông, như ta mau được đạo. Các âm thanh như vậy lưu truyền khắp xa gần, đồng tâm giúp bè đảng phá giả pháp Như Lai. Vì như các giặc ác làm bạn cùng kẻ ác, phản nghịch phá cõi nước thanh ấp và xóm làng, bây giờ các tỳ kheo có thể giáo hóa. Độn căn tham chấp sâu, trí kém nương ngã nhân, không hiểu nơi Như Lai và nói pháp tùy tiện, nói hữu lậu tăng thượng, tự cho là đắc đạo. Ở trong chúng hội lớn, phần nhiều các tỳ kheo đều nói có trí tuệ, không một người cầu trí. Hoặc là trong hội lớn chỉ có một tỳ kheo có trí tuệ chân thật, đều trách nói vô trí. Chư thiên thần đều thấy đạo pháp vương tan hoại, đều ôm lòng sầu não, than khóc nói với nhau. Trong có các thần cây từ cây rơi xuống đất, đều nói Thích Sư Tử, nay hoại pháp vi diệu, Phật bảo pháp tăng bảo, ở đời cũng chưa lâu, vì sao nơi ngày nay thảy đều sẽ tan hoại? Chúng ta không chịu nghe Như Lai nói chánh pháp, tối tâm không hiểu biết, đà vô thượng sắp diệt. Bây giờ các địa thần đều phát ra tiếng lớn, đốt pháp lớn Như Lai hôm nay sắp diệt tận. Chư thiên và các thần đời sau chớ hối hận, nói không được thấy nghe, Phật đạo nay đã diệt. Như Lai vô lượng kiếp, loại mình cũng loại người, thọ nhận các khổ não, phát nguyện được thành Phật. Thế Sư Tử Đại Thánh giáo hóa các chúng sinh, pháp vi diệu thanh tịnh, nay sắp muốn diệt tận. Những giặc ác ngu si, ngày nay được năng lực, không có tâm thương xót, cùng chê bai não hại. Ma sứ và chân ma, độn căn khó giáo hóa, tâm vô nịnh biến nhát, dần dữ hoại Phật Pháp. Ở trong rừng vắng vẻ, ngồi thiền suốt 3 tháng, tự cho là La Hán, không thiền sao đắc đạo, không được nói được đạo, chết nói nhập niết bàn. Mà người tin say tháp, mà tự vào địa ngục. Người ngu si như vậy, khinh thường và giận dữ, ta ở vô lượng kiếp, chỗ đạt nay hoại hết. Bấy giờ thần hư không cùng thấy Thích Sư Tử, chỉ bài pháp vi diệu, phát ra tiếng khóc than. 4 thiên vương nghe được đều ôm lòng sầu não, lúc ấy chư thiên thần đều cùng nhau đi xuống. Thành A-la-ca-bàn, chúng thần dạ xoa đến, đều lớn tiếng kêu khóc, phát ra tiếng đáng sợ. Có các thành bảy báu, trang hoàng thật đẹp đẽ, màu sắc đều như đất, chư thiên không thích ở. Xót thương than khóc lớn, nơi nơi đều vân tập, cùng ôm lòng sầu khổ, thấy nhau không thể nói.
trăng trọc nằm nơi đất, phát ra tiếng như vậy, cùng đi chiếm phù đề, thấy nên sợ hãi lớn. Phật tử tự tranh chấp, phá hoại pháp phân tán, đều từ trên trời xuống và đến chỗ ta sinh. Các thành báu thiên thần, 7 ngày không ánh sáng, đều cùng người kêu khóc, hết 7 ngày không dậy. Thế nào đại tinh tấn, dũng mãnh thế gian quý, chúng ta thấy ở đây, đây sẽ không còn thấy, đều đi đến kỳ hoàng, đối diện già than khóc. Phật nói bốn đế này, chúng ta nghe nơi đây, thế gian sắp mịt mù, cùng khinh mạng giận dữ, chỉ khởi các nghiệp ác, lại đọa vào đường dữ. Cùng cung điện chư thiên đẹp, đáng tiếc nay sắp không, chúng ta chư thiên thần không còn ai cứu độ. Bấy giờ diêm phù đề hủy hoại không ai lực, kinh hành nơi gốc cây, núi sâu không người thiện, tất cả các thế gian tại đều nhiễu động lớn. Chư thiên và đại thần âm thanh rất đáng sợ, khi ấy trời đáo lợi đưa tay khóc lớn tiếng, đều ở trong cung điện phát ra tiếng khóc than. Trong cung điện chư thiên đều xưng nói với ta, mà mãi xa đại thánh vì ta nói các pháp. Trời đau lợi 6 tháng không ăn món chư thiên, không nghe tiếng kỹ nhạc, đau khổ như con bất. Các chúng Atula nghe có việc như vậy, đều cùng nhau phân tập muốn đánh trời đau lợi. Các vua cõi diêm phù đều cùng nhau chinh phạt, chư thiên Atula cũng đều cùng chiến đấu. Bây giờ các tỳ kheo và các tỳ kheo ni, phần nhiều đọa đường ác, rất ít người tránh khỏi. Các cư sĩ phá giới thuận theo tỳ kheo ác, do vì nhân duyên này đều hướng tới cõi ác. Như ưu bà di xấu tùy thuận theo thầy ác cũng rơi vào đường dữ, thế gian đều nhiễu loạn, vào thành ấp xóm làng, có đi đến núi rừng, đông tay ôm sầu não vì tổn hại mạng sống. Nó quá nhiều vật ác, có nhiều các đường hiểm, gieo ngũ cốc không mọc, nếu mọc bị sâu ăn. Khi đó người thế gian đói khát nên chết nhiều, chết đọa vào ngạ quỷ, chịu lâu các khổ não. Người đem vật cúng Phật, Tháp và Tăng Bốn Phương liền đều phân thức ăn, ta sau tăng như vậy. A Nan, các ông phải nỗ lực xin tinh tấn, cho thấy đời sau này những việc ác như thế. Tất cả các phàm phu ngu si không trí tuệ, phàm phu khởi các nghiệp, mau đọa vào đường ác. Các ông xin đọc tụng, đó là nhân trí tuệ, nếu giữ gìn trí tuệ, chống đạt đến tháng xứ. Ta học chánh kiến đời, ông cũng học như ta, đoạn trừ việc chướng ngại, sớm đến chốn an lạc, si tu 8 thánh đạo, sớm sẽ đạt niết bàn, suy xét cầu tự lợi. Ta đã nói như thế, sau kiếp quá khứ này, 60 kiếp không Phật, tiếng Phật còn không có, không có người đắc đạo. Những chúng sinh ở đời bị đói khát hành hạ, không có tâm hiếu từ, mẹ lại ăn thịt con, những nhà sinh con trẻ luôn giữ sợ họ ăn, ai nghe việc ác này lại khởi nghiệp sinh tử. Các khổ si làm gốc, năm ấm tham làm gốc, nếu không ưa năm dục sẽ đoạn các tham chấp. Khi thọ quả báo phước, sinh tâm tham đắm sâu, do nhân duyên tham đắm, khởi ác đọa đường dữ. Pháp vô lậu vắng lặng, thế gian không bệnh chắc, nếu biết rõ như vậy, các ông mau tu hành. Không sinh, không tâm sinh tưởng tâm, mà tự lo sợ lớn, ta vì làm không làm xong việc này là thế nào? Các phàm phu như vậy, tư duy mà tính lường, ta phải làm thế nào, luôn kêu khóc như thế. Không ấm sinh tướng ấm, không ngã sinh tướng ngã, nghe pháp không tự tướng, như vậy cũng mê muội. Không biết Phật như thật, đã nói nghĩa các ấm, nghe được là chắc thật, sợ chốn không sợ tưởng. Ta nói khứ lai tại, các ấm đều vắng lặng, ba đời đều bình đẳng, hoặc giống như hư không. Chư Phật ở quá khứ cũng nói tự tướng không, chư Phật đời vị lai cũng nói tự tướng lặng. Ta ra đời hiện tại cũng nói tất cả pháp, tự tánh tự tướng không, ba đời không sai khác. Người đương lai không biết Phật là nói thật nghĩa, tham chấp ngã chúng sinh, sẽ đọa ba đường ác. Đời vị lai như vậy, đại ác rất đáng sợ. Các ông xin tinh tấn, chớ gặp đời ác này.
Khi Đức Phật giảng nói kinh này xong, trưởng lão Sa Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả hàng trời người ở thế gian, đại chúng nghe Phật giảng nói đều hết sức vui mừng, tin thọ lời Phật dạy,